Xin chào mọi người, đây là Jay Tăng. Hôm nay Jay muốn hướng dẫn các anh chị làm một cái mẫu encapsulation mà vừa French ombre, tức là hai kỹ thuật trong một, hai trong một, hai các anh chị ha. Thì của cách này là bóng ngắn ngắn như thế này. Jay sử dụng cái màu bột Z Blend của Pinkish Collection là 294 để mà làm cái phao tay, cái ombre như thế này nè. Thì thường thường á, mình làm cái mẫu như thế này á, thì móng ngắn thì các anh chị nói là ô cái ombre nó ra không đẹp, thì chơi sẽ hướng dẫn các anh chị cách làm sao mình chọn màu cho nó đẹp và ra cái bộ móng tay nó hài hòa. Cái này á, là mới đắp bột xong thôi ha, mình chưa có dũa shape, chưa có gì hết, nhưng mà mình ráng mình đắp bột làm sao cho nó đẹp nha mấy anh chị, để khi mà mình dũa shape phải nó đỡ cực ha. Mình đắp làm sao cho nó cuticle nó thật đẹp và cái mu móng nó có sẵn, thì lát mình dũa shape nó nhanh gọn lẹ lắm. Những cái ngón này cũng vậy luôn, chị cố gắng chị làm đắp làm sao ha cho cái cuticle nó tròn sạch đẹp để mình không có cần phải dũa nhiều á. Đó, cái cuticle này á, là mình làm vừa sát rạc luôn, cách một cọng tóc nè các anh chị. Thì mình ra mình thấy được một cọng tóc ngay đó nè. Đó, thì mình encapsulate ha, mình sẽ sơn bóng lên rồi nó rất là đẹp luôn. Cái lá này nè, dễ thương vô cùng các anh chị. Cái mẫu design này là trên thấy hả, ồ nó rất là dễ thương. Mà mình làm cho móng dài cũng được và móng ngắn cũng được luôn ha. Ok, bắt đầu bây giờ mình vô luôn. Chứ để sẵn những cái bông, thường thường các anh chị á, những cái bông nó tới nguyên một hộp thì nó ra như thế này đó. Khi mua một hộp á là nó có nhiều màu lắm. Những cái hộp này chẳng hạn, như cái hộp này đi, thì nó có những cái màu này, thì chơi sử dụng cái màu ivory này nè ha. Thì chơi lấy một chùm như thế này và bẻ ra từng lá từng lá, thì nó ra như thế này. Thì một lát nữa sẽ bỏ từng lá lên trên cái ngón tay. Còn cái phôi, cái kim tuyến thì chị cũng bỏ kim tuyến một chút xíu vô. Giấy foil rồi đó. Giấy foil như cái gì thấy là chơi để sẵn ở đây rồi. Một lát nữa mình sẽ bỏ lên ha. Ok, bây giờ chơi sẽ hướng dẫn. Đã gắn tiếp rồi. Và dũa xếp và gắn tiếp làm sao cho nó thẳng theo cái xương tay ha. Thẳng ra thì là thẳng rồi, các anh chị nhìn thấy chưa. Đó, phải thẳng như thế này ha. Các anh chị nào đang xem live nhớ thả tim, thả like dùm chơi nha. Đó, ngón tay người ta phải thẳng như nè, cái shape người ta nó mới đẹp. Vì mình muốn làm cho shape vuông, người ta muốn shape vuông thì cái shape mình phải dũa vô chút xíu cho nó thành hơi vuông ôm, để cho khi mình đắp ra nó vuông là vừa ha. Thì cái đó cũng là một những cái mẹo. Rồi đầu tiên là chị sẽ gắn cái bỏ cái bột lên. Rồi đầu tiên là bỏ primer trước, ném tí quên, nhưng mai khách lại mắng vốn. Rồi cảm ơn các anh chị đã thả tim thả like nha, thả cứ thả nhiều vô, vừa coi vừa thả không sao hết trơn, cứ vừa coi vừa thả tim. Lâu lâu buồn buồn cái bấm mấy cái cho đỡ buồn vậy đó mà. Rồi cảm ơn nha, quá trời tim, quá trời like luôn. Đó, mình bỏ cái primer lên trên cái bằng cái ngón tay của người ta. Nhớ là ngay cái chỗ phao tay thôi, còn cái tiếp đó thì khỏi, nó không có áp dụng gì đâu ha. Trời ơi, tim vẫn lên, tim vẫn lên và tình yêu vẫn đông đầy. Rồi cái này mút nó mua lại hay sao vậy trời. Ok, đó chị sẽ sử dụng cái bột clear nha. Chị sẽ bỏ lên trên đây, bỏ lên trên cái đầu móng nè. Đó, bỏ lên đây một chút xíu ha. Bắt đầu chị sẽ lấy một cái lá, lá tình yêu, chị bỏ vô đây. Bỏ vô đây nè, đó. Rồi các anh chị biết sao không? Để sao mà nó dính được. Nếu mà nó dính được á, là mình sẽ có cái miếng ni lông như thế này nè. Mình lấy cái bao rác các anh chị, mình để vô ha. Vẫn như thế này, mình giữ chừng vài giây là ok rồi. Rồi, cảm ơn anh chị đã thả tim, thả like quá nhiều. Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các anh chị. Thì quay trở lại cái câu hỏi, thì Jay cũng có hỏi các anh chị là cái lớp Chicago tại sao giới hạn học viên. Chẳng những cái lớp Chicago, bất cứ cái lớp nào của Journal Masterclass cũng có giới hạn học viên hết đó các anh chị. Bởi vì mình muốn cho cái kết quả học tập nó đạt được cao. Đây, để chờ chút xíu nha, bỏ thiếu ở đây, mình vô trong đây. Thì bảo đảm chất lượng học tập cho các anh chị thì số lượng học viên có hạn để đúng với lại cái số lượng của giáo viên thôi. Chứ mình không có phải là lấy, dù như một giáo viên có thể handle được bao nhiêu học viên đó, thì nếu như có bao nhiêu giáo viên thì mình chỉ lấy đúng cái số lượng học viên. Mình không lấy nhiều, cho nên khi các anh chị mà hỏi cái câu ô học viên nhiều quá học sẽ không có kết quả, nó đúng thật sự là vậy. Chính vì đó mà công ty không có làm cái điều đó đối với các anh chị ha. Đó, bây giờ mình sẽ chạy qua đây. Bây giờ mình sẽ bỏ kim tuyến vô. Bỏ xuống đây cho các anh chị thấy nha. Chị sử dụng cái phần kim tuyến nhỏ nhỏ ít nè. Zoom nhỏ nhỏ lại cho các anh chị coi ha. Làm cái này vui lắm các anh chị, làm thấy nó vui vui, thấy nó dễ thương sao. Nói chung là ít kim tuyến thôi ha. Cái lá mình làm ngay đầu móng, tại vì cái móng nó ngắn quá, để mình làm ombre á, để cho thấy được những cái quả tiết ở trên móng á, thì mình làm ơn mình để đẩy cái design nó ra dồn dồn ra đầu móng một chút xíu ha.
Và sau đó lấy thêm miếng clear ha, chị sẽ nhét một cục gold ở đây, gold foil ở đây chút xíu đó. Rồi ở dưới đây chắc nhét một cái nhỏ dưới đây nữa, mình có thể nhét ở góc bên đây với góc bên kia một chút xíu cũng được đó. Bên đây thì cái nhỏ thôi, thì khi mình bỏ lên như vậy xong á, mình vẫn có thể sử dụng cái bao và mình chùm lại được các anh chị nha. Nói chung là cái này mình làm cái encapsulation xong là mình sẽ làm cái ombre, mình sẽ ra được một cái mẫu móng, nhưng mà sử dụng hai kỹ thuật. Những cái kỹ thuật này các anh chị học ở tại lớp General Masterclass, các anh chị sẽ làm được phân được rất là nhiều kiểu design như thế này luôn. Rồi cái tiếp là chị sẽ bỏ cái bột clear lên trên đây để cho mình tạo cái độ trơn, lát mình ombre cho nó đẹp ha. Khi mà bỏ là chị sẽ bỏ 70% và hai ở bên cái chỗ này, nó thiệt là mỏng luôn, hầu như là không có bột luôn các anh chị. Nó chỉ quét sơ một lớp đi qua thôi, mình quét thẳng ra ngoài tới đầu móng ha. Đó, cho nó mượt thôi, một lát nữa mình ombre nó mới đẹp. Nói chung là mình làm cái gì cũng vậy, cái kinh nghiệm mà. Theo cái kinh nghiệm là đội ngũ giáo viên của General Academy hả, là lúc nào cũng luôn luôn học hỏi, trao dồi kinh nghiệm với nhau hết trơn á. Và hả, để rút ra được những cái phương pháp học tập mà nó có lợi nhất cho tất cả các anh chị học viên. Đó, mình phải đắp như vậy nè, dù có bột mà nó vừa láng mịn như thế này để không có cái đường khất, khi mình ombre nó ra nó rất là đẹp đấy các chị ha. Rồi cái ngón kế tiếp đây, mình sẽ sử dụng tiếp, mình bỏ cái clear ra một chút để cho cái móng tay nó được đúng màn hình ha. Rồi bây giờ sẽ bỏ miếng bột vào đây, bỏ miếng bột lên ha. Cái xéo bên kia thì bây giờ làm xéo bên đây, mình sẽ lấy một cái lá to mình bỏ lên đây ha. Rồi sau đó là mình sẽ lấy cái bao mình chụp nó lại. Đây cái bao này, chụp lên cái móng như thế này cho bột nó tràn ra ngoài dưới cái lá ha. À, anh chị nào có câu hỏi, các anh chị mà muốn thực sự học những cái kỹ thuật này, nhất là kỹ thuật đắp một bột, những kỹ thuật này nó tiết kiệm được thời gian lắm. Khi mình học xong mình về mình thấy cảm thấy rất là thích thú, bởi vì mình làm được tiền các anh chị. Chẳng hạn như bây giờ mình làm tay chân nước, mình làm chừng có 4.000 tháng thôi, thì sau khi các anh chị học lớp này về bảo đảm income tăng gấp đôi. Cái này là guarantee cho các anh chị, mà không có guarantee các anh chị có quyền học lại anytime. Đó là cái guarantee của ở bên công ty dành cho các anh chị luôn. Đó, mình để cái miếng foil bên đây ha, để lên trên đây. Cho nên là học không có mất mát gì luôn các anh chị. Các anh chị không học gì, chỉ có đầu tư vào cái kiến thức của mình, cái tương lai của mình thôi. Chứ thật sự mình cũng không có nên nói là mình phải trả tốn tiền rồi nhiều quá. Cái này kiến thức của mình là bao la, là vô hạn. Mình đâu thế nào mình tính toán được bằng những cái đồng tiền đâu các anh chị. Kiến thức là coi như là không thể nào mà ai thay thế kiến thức các anh chị. Một khi các anh chị đã có rồi thì đi đâu nó cũng đi theo các anh chị, còn tiền bạc thì sao? Các chị làm được nhưng mà các anh chị phải tiếp tục làm hoài. Mà anh chị không có kiến thức thì tiền bạc nó cũng đâu có đi theo các anh chị được đâu. Đó, là như vậy. Mình bỏ như thế này ha, nó rất là đẹp. Rồi kế tiếp là chị sẽ bỏ một cái bột, lớp bột clear lên trên đây. Rất là mỏng nha các anh chị, 70% mặt móng nè. Nhích qua đây chút xíu, lấy nước nhiều một chút ha. Tại vì cái này mình không có cần dày, mình chỉ cần mỏng thôi à, để mình đẩy nó ra ngoài tới đầu móng nè. Đó, rồi rút ra ngoài luôn các anh chị. Không cần dày nha, quan trọng cái này là không cần dày, phải mỏng. Và nó phải mướt cái chỗ này, để khi mà mình một lát nữa mình rút bột nước ra đó, bột ombre á, thì nó sẽ mịn ha. Để tạm thời cái đó. Tiếp theo mình sẽ làm ngón kế. Rồi lấy một cái lá bỏ lên ha. Một cái lá bên kia nó quay bên kia, thì bây giờ mình cho lá này nó quay bên đây. Nếu mình làm sao cho cái mẫu design của nó cũng sẽ được hài hòa. Thua là cái bố cục của cái mẫu của mình. Đó, mình đè lên trên đây cho cái lá nó, bột nó ở dưới lá nó được dạ lan ra ngoài ha. Mình giữ nó cỡ chừng 5 giây là ok, là nó khô hả các anh chị. Cái lá nó nằm im ở dưới nè các anh chị thấy không. Sau đó mình sẽ lấy một chút xíu opal, chút xíu opal thôi. Rồi mình chấm ở đây một chút ha, mình chấm lên đây một chút. Mình nhắm coi mình để cái kim tuyến ở đâu và cái gold foil ở đâu. Đó, mình so với lại cái ngón trước đó mình làm. Chị bỏ ngay đây ha. Chị ráng hạn chế bỏ lên trên đây, tại vì ombre á, mình để xuống cái đầu móng. Tại vì móng ngắn mà nhiều khi họ lại muốn những cái mẫu design, thì bắt buộc mình phải bố cục làm sao cho nó đều, cho nó đẹp.
Đây, cho miếng nhỏ đây nữa. Đó, lá vàng rơi nè. Mùa hè cái mẫu nail này nó rất là refreshing đó các anh chị. Cái này lên ha, mình chỉ cần đè lên trên đây chút. Đè chút xíu. Đè 5 giây là ok nè. 5 nè ha, lột ra ha. Đó, nó nằm im ở trên đây. Các anh chị nhớ là like thả tim giúp chê đi. Đó, mình sẽ bỏ cái clear lên đây. Đó, 70% ha. Mình sẽ nhấn bột xuống. Nhấn xuống đây. Cho nó mỏng thiệt mỏng, mình lôi nó ra ngoài đầu móng liền. Đó, nó phải mướt ở trên mặt móng như vậy một lát nữa hả, mình bỏ cái bột ombre nó mới đẹp nha các anh chị. Rồi, quay trở lại về cái lớp Chicago đi. Đó, rồi có nhiều anh chị nói là trời ơi học có cái chị kia hỏi nhắn tin cho chơi hỏi là chơi ơi chị đi học về rồi nhưng mà sao làm vẫn không được. Cái mình mới tá quả, mình nói ủa tại sao cái chương trình nếu mà chị học lớp rồi. Mình suy nghĩ trong đầu thôi, nếu đã đi học lớp Learner Masterclass rồi thì phải biết làm chứ. Thì sao không biết, thì mới hỏi ra chị học ở đâu, chị học lớp nào. Thì đâm ra là chị nói chị học ở một cái chỗ khác. Nói trời ơi chị ơi sao chị không nói rõ, chị làm hết hồn hết vía hà. Đó, đại khái là vậy. Rồi xong rồi okay, chị mới nói là ok, không phải đâu, tại vì có thể là chị chưa có học đúng khóa. Mà bây giờ bên tụi em, người chị mới hỏi là ô bên em học xong hả, là chị có làm được không? Nói chắc chắn nha, cái điều đó là cái gì chứ, cái điều đó là chị chắc chắn học xong các anh chị sẽ làm được, mặc dù các anh chị không có tay nghề, chưa biết gì, các anh chị vẫn sẽ làm được nha các anh chị. Sẽ làm được hết tất cả các bộ môn và có làm khách được luôn. Đó, tại vì cái lớp học beginner vậy chứ mà thật sự các anh chị làm nhiều năm vẫn đi học được. Vẫn vào để mà muốn cho nó khác hơn. Tại vì nhiều anh chị đi học, đi làm lâu năm rồi nhưng mà chưa bao giờ học đúng bài bản. Cho nên là cứ dũa xếp hoài sao nó không có chuẩn, mà mình làm hoài nó không đẹp. Thì anh chị biết, những cái anh chị mà đi học rồi được cái lợi là anh chị biết mình yếu ở đâu. Anh đi học ha, còn được, còn mình cũng có cái lợi. Dù như mà anh chị không biết gì hết, các anh chị vô là các anh chị học cái thông tin đúng ngay từ đầu luôn. Cho nên các anh chị không cần phải sửa lại cái thói quen cũ. Tại nhiều khi các anh chị đã có đi làm và có cái thói quen cũ rồi thì sửa lại rất là khó nha các anh chị. Cho nên nếu mà được đầu tư được bây giờ thì học liền ngay bây giờ luôn. Để khi mà các anh chị mà có đi làm á, chuẩn bị học lấy bằng hay là có mới có bằng mà chưa biết làm tay nghề á, là các anh chị học xong các anh chị về các anh chị đi xin việc làm, là các anh chị được mướn và được trả lương cao ngay lập tức, được bao lương cao. Còn nếu không á, là các anh chị sẽ mất cơ hội. Đầu khi các anh chị đã xin vô làm, các anh chị nói ôi xin đi làm trước đi rồi đi học tay nghề sao, thì lúc đó chủ nó không có như là nó là không, chị không biết làm bột thì chủ sẽ không cho anh chị làm bột. Thì các anh chị đi học bột để làm gì, về các anh chị cũng không có chỗ làm. Rồi các anh chị có dám nghỉ làm để mà các anh chị đi qua chỗ khác để mà làm bột, khi mà trong khi người ta không biết gì không? Nói chung là nghỉ làm cũng được, nhưng mà tại vì khi mình làm ở đó mình có khách quen, người ta quen với mình rồi, nhưng qua một cái chỗ mới nó cũng rất là phức tạp. Nhiều khi các anh chị muốn thật sự mở tiệm luôn cho riêng mình, ok thì chị sẵn sàng ủng hộ chứ không phải là nói không được. Nhưng mà chị nói học trước có cái tay nghề rất là ngon lành ha các anh chị. Không có sợ ai ra đường, không sợ ai luôn, đi làm cũng không sợ ai hết. Rồi còn mấy anh chị nói là có cái lớp khóa học bên Việt Nam nữa. Nói dạ có khóa học bên Việt Nam luôn. Các anh chị nào mà có gia đình sắp đi định cư Việt Nam là nên cho học khóa học này. Trời ơi, thế được chăm sóc rất là tận tình, kỹ lưỡng. Mà học nói thì có 3 tuần thôi, nhưng mà các anh chị tưởng đâu các anh chị học 1 năm không đó. Nhiều các anh chị học viên vô học, trời ơi, học có 3 tuần, người ta trung tâm bên đây người ta dạy 1 năm, 2 năm mà còn ra chưa biết kêu đi cầu là cái gì. Và bên đây học dạy 3 tuần mà nói ra tay nghề là xạo láo gì tùm lum hết. Nó thật sự là các anh chị cứ lên website mà coi review những cái lớp học và những cái vô cái trang Journal Academy Facebook để mà xem. Học viên ai người ta cũng làm rất là đẹp, làm được hết tất cả các anh chị. Là không có dấu gì hết, cứ post đăng lên cho các anh chị xem. Ok, là học viên bài học tập của học viên học ngày nào là đăng ngày đó luôn các anh chị. Đó, cho nên là các anh chị cứ suy nghĩ kỹ rồi xong rồi mình đi học thôi, không sao. Tại vì mình phải tự tin lên, mình tự tin thì mình mới thành công được các anh chị. Với lại khi mà các anh chị đi học á, trung tâm nào bây giờ học có trung tâm ở đây hay là ở chỗ nào đi nữa, các anh chị cũng phải nghiên cứu rõ ràng là thầy cô dạy như thế nào, giờ giấc ra sao, bao nhiêu học viên một lớp, rồi thầy cô có giống như là đứng để mà chăm sóc các anh chị, nhưng mà hướng dẫn tận tay thực hành 24/24 với các anh chị hay là không.
Một lớp đáp bột cần ở Chicago sắp tới còn không? À, còn chứ, còn vài chỗ ở lớp Chicago thôi à chị. Đó là lý do tại sao lớp Chicago vừa mới đăng lên thôi. Nhưng mà hả, đã cũng gần hết rồi. Bây giờ cái chỗ ở Chicago cần thì chị gọi liền ngay bây giờ. À, cái live được lát coi cũng được. Bây giờ gọi liền 1-888-887-8807, 888-887-8807 ha. Có nhiều lát nữa có gì thì chị cũng sẽ ghi số điện thoại cho bạn. Còn không, bạn đi ngược ra cái trang Facebook này thì bạn sẽ thấy được cái số điện thoại của công ty ha. Chị gọi liền vô để không người ta nghĩ là giờ hành chánh, làm giờ hành chánh các anh chị. Đăng ký liền, đăng ký luôn cho bạn bè gia đình của mình làm đi. Không, thật sự học cái lớp này không có gì mất mát hết các anh chị. Chỉ cần các anh chị có cam kết và nghiêm túc là các anh chị sẽ học được thôi. Không biết gì các anh chị vẫn học được nha, không biết gì nữa các anh chị. Đó, mình sẽ đem lên trên đây. Cái này vừa làm vừa nói chuyện nè. Trời ơi mà nó vẫn lộng lẫy kêu xa. Sao mà nó dễ thương quá vậy trời. Tự nhiên đang ngồi suy nghĩ ra cái mẫu. Nói mình cô này á, thì cổ nói là cổ làm móng ngắn không dài được, tại vì cổ hay rất là tập đi tập gym, rồi xong rồi cái tay rất là cứng này kia. Rồi chị nói là trời, chỉ có bột với dừa với bà thôi chứ ta nói không có cái gì dừa với bà hết trơn á. Chị em gan thi với cô này nói là làm đi. Bây giờ cắt chấp bà luôn mà bà về bà tập tạ, bà quăng tạ lên trên tay của bà, móng bà vẫn lát như thường. Trời ơi phái dữ lắm. Cái này mình nói thiệt chứ mình đâu có nói xạo đâu. Đó, bây giờ chơi sẽ lấy cái màu 294 cháy bỏ lên trên tay để tạo ra cái ombre ha. Đó, mình làm sao mình điều khiển được cục bột, mình lấy được cục bột cục nhỏ hay cục to gì mình vẫn có thể điều khiển được hết các bạn. Đó, rồi mình vuốt ra ha. Ombre thôi. Đó, thì như vậy ở dưới mình sẽ không có bị mất đi cái phần detail của cái móng, đúng không? Rõ ràng là các anh chị thấy không? Anh chị nào coi xong cái nào muốn học y chang cái kỹ thuật này thì đăng ký ngay lập tức cái lớp kế tiếp ở Chicago. Còn không là phải đợi lâu dữ lắm. Còn không, các anh chị bay mốt chỉ qua bên San Jose để mà học. San Jose là cái lớp vào cuối tháng này. Đó, thì muốn học liền, về kiếm tiền liền. Chủ chê, chủ cười gì đó là đi học liền, sách giỏi đi học liền cho chê. Đó, mình cứ để lên đây ha. Làm sao mình làm được cái gao, cái cục bột nó dẻo mà cái cuticle nó tròn, mà làm sao mình vừa làm mà mình vừa nói chuyện được với khách, giống như chơi vừa nói chuyện với mấy anh chị vậy nè. Đó, mà cục bột nó vẫn không khô và nó vẫn đẹp như bình thường. Thì đó là các anh chị nên học cái lớp General Masterclass ở Ngũ Giáo Viên, được train rất là chuyên nghiệp luôn nha các anh chị. Bảo đảm các anh chị sẽ yêu thích liền. Cái này mình không có lên mà mình quảng cáo và nói tầm bậy tầm bạ. Thật sự là cái gọi là cái gì, cái mission của công ty Zonal là rất là muốn xóa bỏ cái tư tưởng giấu nghề các anh chị. Như Jay cũng chia sẻ với các anh chị học viên á, là cái ngành của mình là cái ngành tỷ đô, không còn là ngành triệu đô nữa. Cho nên là rất là nhiều chủng tộc khác họ vào để mà họ muốn tranh giành với lại cái market của cái người chủng tộc của mình. Cho nên là mình phải làm sao mình cố gắng để mà mình nâng cao tay nghề, để mình giữ cái thị trường này lại là của mình các anh chị. Nhưng mất cái thị trường này, ví dụ như sau này các anh chị có con cái cháu chắt gì mà qua bên đây mà học, bây giờ có cái nghề nail dễ kiếm tiền ngay lập tức mà mình bị mất thị trường cho cái chủng tộc khác, các anh chị thấy cũng buồn chứ không? Người Việt mình là rất là tự hào nhờ cái nghề này mà bây giờ tụi mình mới có được những ngày hôm nay, thì mình phải bảo vệ lấy cái thị trường của nó. Làm sao bảo vệ là cũng từ cái lúc mà mình đi học mình có kiến thức mà ra hết. Mình phải giỏi, mình có kiến thức, không? Mình truyền nghề lại cho thợ mình, từ từ gia đình mình. Đó là tất cả cộng đồng chúng ta ai cũng làm nail, ai cũng làm ra tiền hết. Mình thương yêu lẫn nhau các anh chị. Trời chứ đi dạy này hả, travel cũng rất là cực khổ. Nhưng mà biết các anh chị, nếu như mà muốn học mà chịu khó mà học á, là bao nhiêu chơi cũng chơi với các anh chị hết. Chơi khô máu mà. Đi tới đâu là bay tới đó với các anh chị luôn. Ăn thua là các anh chị cứ nghiêm túc là ok ha. Chứ chỉ dạy cho những anh chị nào mà nghiêm túc, công ty General Academy nói chung luôn chỉ nhận những học viên nghiêm túc mà thôi. Đó, cái cuticle quá đẹp các anh chị. Trời ơi nhìn cái này ta nói mài dũa gì nữa các anh chị ơi. Mình nghĩ cha nó cho rồi thiệt á. Chứ nhiều khi mình làm thấy mình suy nghĩ mình nói mình làm cũng đẹp dữ lắm, cách nó cũng cho từng tiếp dữ lắm à. Mình đâu có dám bỏ nghề nữa các anh chị.
đó. Nhưng mà được cái mình không bỏ nghề và cũng tiếp tục để đi dạy, để giúp đỡ cho các anh chị cũng được thành công, cũng giống như là tất cả những người thợ nail khác. Nó quẹt nó ra các anh chị, trời ơi đẹp lộng lẫy kêu sa, sao mà nó đẹp quá. Cái này là thiệt, cái bài hát này á, có một cái bài hát gọi là Cánh Hồng Phai, là chuyên dành cho cái bộ móng này luôn, tại vì cánh cũng cánh hồng như người ta ấy, nhưng mà nó phai, nó lạc nhách lạc nhẽo các anh chị, nó trắng trắng như nè, nó chơi chứ khi mình làm cái mẫu này á, mình để trắng trắng như nè, nó đẹp, nó tự nhiên, tại những người khách nào người ta muốn neutral mình làm được cái mẫu này ha. Giờ chị sẽ bỏ cái clear lên đây, bỏ ra ngoài, bỏ thiệt là mỏng luôn, ở trên đây cũng mỏng, tại vì ở trên đây mình đã có cái màu nude rồi đó, thì cho nó mỏng từ từ ra ngoài ha. Mỏng ra tới ngoài đây đó, nó mất cái hai màn hình để đưa vô lại. Bây giờ chị sẽ bỏ cái clear lên để cho nó bảo vệ cái phần ombre cũng như là nó có cái shape cho cái móng ha. Đó, rất là đẹp nha các anh chị. Rồi kế tiếp mình sẽ làm cái ngón kế ha, bỏ clear lên thôi, bỏ clear ngay lên đây ha. Rồi mình sẽ làm cho nó ôm, cho nó mỏng ra ngoài như nè, ướt, lấy cọ ướt mình làm, miễn là cái cọ làm sao mà mình control được cái cục bột là ok ha. Đó, các anh chị làm cho nó nhanh tay, bởi vì bột clear á, nó dẻo nhưng mà nó cũng rất là nhanh khô, đặc biệt cái là nó nóng. Thời tiết ở Florida mà ngồi trong studio nhưng mà cũng thấy nóng quá trời nè. Đó, mình làm cho nó vừa độ dày ra tới đầu móng là ok. Rồi. Xong ha. Xong một ngón ha. Hai ngón rồi. Giờ còn ba ngón nữa. Rồi nhớ với các anh chị, và đặc biệt luôn, đây là cái show đầu tiên Song Kiếm Học Bích, là vừa làm show của năm, chứ show đầu tiên của năm, vừa có show mà vừa có luôn lớp học. Khi các anh chị muốn tới thì các anh chị ngày 16 tây tháng 4 là mình sẽ là cái show demo dạy lớp free cho những cái bộ môn như là móng úp nè, tháp treo với lại Zen Builder treo cho các anh chị. Còn cái sau khi mà cái show ngày xong, cái show chỉ có một ngày thôi, rồi là 16, còn cái 17, 18, 19 sẽ là cái lớp học đó, cái lớp học để mà đắp bột này nè các anh chị. Thì các anh chị nào mà đi show xong, các anh chị muốn, nếu như còn chỗ thì có thể đăng ký, còn không mình sẽ đăng ký cái lớp khác ha. Còn muốn bây giờ gấp rút thì bây giờ gọi vô số điện thoại 888 887 8807 để đăng ký liền các anh chị. Nếu không là nó hết chỗ. Chỗ rất là giới hạn ha. Mình đắp bột ra như thế này nè các anh chị. Che lên trên đây, nhớ nha các anh chị nha, nhớ gọi đồng bọn đồ chia sẻ ra cho các anh em bạn bè của mình ở ngay Chicago tới. Trời, cái show hoành tráng dữ lắm các anh chị à, vui dữ lắm các anh chị, vừa được coi demo cập nhật những cái mẫu design mới, rồi còn học được những cái kỹ thuật mới thịnh hành như hiện tại bây giờ, chẳng hạn như là móng úp TRX nè, rồi gì tháp treo nè, rồi Zen Builder treo ta nói đã dữ lắm. Cái show vừa chia nhà tuần vừa rồi hả, mấy anh chị mà nán lại tới giờ chót luôn, nó 9 giờ tới 5 giờ mấy anh chị cứ vô sớm, mình cứ vô sớm đi, rồi nhớ gọi điện thoại đăng ký cái lớp miễn phí nữa. Giờ mất tiêu cái màn hình rồi. Rồi cho các anh chị biết luôn, những cái lớp tới là coi như là có trong cái tháng này ha. Và cái cuối tháng 5 chứ, San Jose là cuối tháng 5, là sẽ có đầu cuối tháng 4 chứ bậy bạ, cuối tháng 4, đầu tháng 5. Nó làm một hơi cái nói tầm bậy tầm bạ. Tức là cách nhau có 2 tuần thôi các anh chị. Đó, là cái cuối là 2 tuần, 1 tuần nữa chứ, tuần rưỡi nữa là có cái lớp ở Chicago xong, là cái lớp ở San Jose, ở phía Bắc Cali. Đó, trời lớp San Jose ta nói bà con đông muốn chết. Nó gần đầy rồi các anh chị, mà còn cả tháng cái gì, còn cả 2 tuần hay 3 tuần gì đó là mới hết tháng. Tội nghiệp mấy anh chị nào mà không có biết tới cái chương trình, bận làm cả tuần cả ngày đó
mà không biết tới cái chương trình lớp học á, phải đăng ký trễ, bởi vậy chơi lên live hoài. Chơi lên live mấy buổi mấy tuần nay là lên tay muốn mệt mỏi, lên live muốn mệt mỏi luôn á, để cho các anh chị biết là có cái lớp học. Rồi bây giờ chơi sẽ để tạm cái cổ một bên và chơi sẽ duỗi xếp cho các anh chị cái tay kia ha. Bây giờ mình sẽ đóng cái màu lại hết, đóng lại hết, bỏ cái này trong cái bịch zip bóc bát và mình sẽ vô thùng rác ha. Ok, đây lại, đây lại. Bây giờ mình sẽ duỗi xếp cái tay bên đây, chế đậy cái này lại chút xíu. À, tháng anh chị nào có gia đình ở bên Việt Nam, còn chỉ có còn như còn 4 suất nữa là lớp học nó đầy, cho nên anh chị mà có gia đình bên Việt Nam mà sắp đi Mỹ sắp tới rồi đó, là tháng 5 thì sẽ về và các anh chị đăng ký liền cho người nhà của mình ha. Ừ, chị sẽ tách cái phần này ra, giũa hai bên cho nó thẳng nè, giữ cái giũa cho nó chắc luôn. Mình đi một đường lên xuống ha, bên đây cũng vậy luôn, đi một đường lên xuống ha, nằm ngang ra. Các anh chị sẽ được giũa xếp làm sao mà giũa ba chiều, là có ba chiều ba phát xong. Các anh chị không cần phải giũa giũa chéo, giũa nghiêng, giũa ngửa gì hết trơn á. Như vậy là xong cái xếp một ngón này, giờ ngón thứ hai. Như cái kiểu này mình giũa luôn cho tất cả các xếp, nào cũng có một công thức mà. Cho nên là các anh chị đi học là các anh chị sẽ biết được, nắm bắt được công thức. Học về là giũa xếp, cái phát nào là cứng phát đó, phát nào là cứng là như là cũng như là gì sắc sảo phát đó. Sắc sảo phát đó thấy chưa, cái này nó hơi bầu bầu tại vì mình đắp bột này ha. Giũa xếp thôi các anh chị, các anh chị nói giũa xếp mà có gì đâu khó, lên YouTube học này kia nó phải. Ai mà cũng coi YouTube thì chắc người ta cũng thành celebrity artist, người ta make 80 triệu một năm rồi chứ đâu có ngồi đây để giũa nail chi đâu các anh chị. Học YouTube nó hoàn toàn khác nè. Các anh chị kể cả ở đây mà chơi hướng dẫn các anh chị rất là cặn kẽ, mà nhiều anh chị cũng nói là vô lớp học nó là có coi chơi giũa này kia làm nail rồi dữ lắm, nhưng mà 2 năm nay rồi mới quyết định đi học, đúng là một cái quyết định đúng đắn. Thì bởi vì coi trên mạng gì chứ mà nó không có đúng. Nhiều khi hỏi câu hỏi hay là những cái lúc mình làm á, mình coi thì nó vậy, nhưng mà khi mình làm á là nó không có đúng với lại cái kỹ thuật. Chứ nó đúng rồi, mình coi là còn online thôi. Nhưng mình chia sẻ những anh chị nào đã những cái video như thế này, chia sẻ là những anh chị nào đã học rồi, ví như đã nắm bắt cái kỹ thuật rồi thì khi chơi làm như thì các anh chị sẽ hiểu. Các anh chị mà chưa bao giờ học lớp đây là nó sẽ khác, coi thì có thể là hơi khó hiểu chút xíu. Cho nên học một lớp về là sau đó các anh chị coi những cái video này, các anh chị bảo đảm hả là sẽ giỏi tay nghề lắm. Tại vì những cái video như thế này là nâng cao không à. Các anh chị học basic rồi các anh chị nâng cao được thì các anh chị sẽ giỏi tay nghề ha. Và cái gì cũng biết làm hết ha. Mình sẽ để lên đây, mình sẽ dũa như thế này. Cái đầu móng cho nó vuông thì là vuông các anh chị. Khi những cái góc cạnh mà nó phát xảo vậy nè, cái mình chụp hình nó rất là đẹp. Tôi hướng dẫn các anh chị chụp hình để mà mình tạo cái mạng xã hội cho mình luôn. Mình đưa cái social media của mình luôn các anh chị. Mình phải làm bộ móng cho đẹp trước cái đã. Khi mà đẹp rồi mình mới có thể có khả năng mình build cái mạng xã hội của mình. Bây giờ các anh chị không có tay nghề mà anh chị nói ô da tôi build được mấy cái gì mà build cái không đẹp thì làm sao mình build được ha. Thì ở đây chơi sẽ hướng dẫn các anh chị luôn. Thí dụ như các anh chị mà muốn chạy cuticle, các anh chị có thể sử dụng cái đầu theo bit này để chạy cuticle ha. Các anh chị cứ tách da ra, tách da lên thế này nè. Đầu tiên mình giũa là mình nhớ mình tách da ra trước ha. Đó, mặc dù nó không có gì nhưng mà mình cũng chạy sơ qua các anh chị. Các anh chị mấy lần trước đó là chơi sử dụng cái đầu smooth bit đúng không? Hôm nay chơi sử dụng cái theo xong bắt đầu chơi sử dụng cái theo bit xong rồi cái gì ta? Quên, spine bit. Cái mình đẩy thế này nè.
Video nó sạch, nó tròn sẵn các anh chị. Mình chỉ đi sơ qua thôi, cho nó hơi hơi lại chút xíu nữa, cho nó ôm vô cái móng là được ha. Nó không có dính lên da ha, tại là lúc đầu mình làm mình tách cái viền móng ra thì nó không có bị dính lên da của khách. Mình chạy máy thì nó cũng không có chạy máu nữa. Đây là các anh chị học lại, hướng dẫn các anh chị cách chạy máy, dũa cái máy làm sao mà về các anh chị sẽ tự tin dũa luôn. Đầu tiên là các anh chị học nail là các anh chị lúc nào cũng sợ chạy máy đó. Mà trong lớp học ha, là các anh chị học hết từ A tới Z, từ cách cầm dũa làm sao, cầm máy dũa như thế nào, dũa góc độ ra sao, bao nhiêu tốc độ bao nhiêu là có hết đó các anh chị. Sau đó các anh chị sử dụng cái spine, tại chế biết nhiều anh chị cũng sử dụng cái đầu giống vậy nè. Đó thì mình đi sơ qua thôi nha. Đi sơ qua như thế này. Mình rửa lên ha. Này là đang im lặng tôi biết làm sao, không có muốn ăn bụi đó các anh chị, cho nên là im lặng dữ lắm. Nói vậy là xong rồi đó. Trời đất ơi, rửa cũng như đó thôi đó. Bây giờ tại sao mình học đắp bột, mình đắp bột cho đẹp. Ở đây thì cái móng này cũng đã đẹp rồi, bây giờ chỉ cần làm cho nó lại cái chỗ này xuống chút xíu này thôi. Bây giờ tại sao mình phải cần rửa sét không? Rồi đưa vào đây. À, chứ cái đầu móng nè, mình thấy không, dũa đắp bột làm sao mà nó cong mà nó đều, nó đẹp nha. Cái độ dày nó có anh chị, nó đều rồi thì mình đâu cần phải dũa nhiều nữa đâu đúng không. Giờ chỉ cần dũa lại lại cái chỗ này xuống thôi đó. Rồi bên đây nữa, tại vì nãy mình dũa xếp cái đó là đi qua bên đây là xong đó. Giờ nhìn liên quan thấy đẹp kia chưa. Vậy cái bản thân cái cấu trúc của nail đã có rồi các anh chị, mình chỉ cần làm cái chỗ này nó lại xuống một chút thôi. Nhiều anh chị đưa lên, anh chị cũng vũ cuticle thôi, cũng không có đi qua mặt móng luôn á. Bởi vì đắp bột nó quá đẹp rồi. Đó, làm sao mình vũa, mình đắp bột xong rồi mình vũa chỉ cần 5-10 giây một ngón là ok. Đắp bột ví dụ như giờ cho là không ngắn thì chừng 30 giây ngón đi, không dài dài chừng 1 phút đi. Rồi các anh chị ví dụ như 1 phút maximum là 10 ngón là như 10 phút. Xong để cho nó khô 2-3 phút mình rửa xếp xong, cái mình rửa mịn chắc chừng thêm 10 phút nữa thôi chứ có gì đâu. Ra bộ khu xếp có phải là dưới 30 phút không các anh chị? Phải không? Có đúng không? Cho làm toán là đúng luôn á. Ngày xưa không có học giỏi toán nhưng mà cái này tính được. Chắc không học giỏi toán nên giờ mới đi làm nail hay chắc nhiều anh chị đang suy nghĩ vậy. Nó không có đâu nha, mấy anh chị về làm nail hả, toàn là dân kỹ sư bác sĩ đồ ra không đó. Người ta tính toán người ta là hả, làm giỏi lắm đó nha. Đó, rồi xong rồi đó các anh chị. À, nó đẹp gì đâu, giờ mình bóc vào thôi. Mình zoom ai chút xíu rồi, nó zoom in nhiều quá, cái nó focus vô những cái thứ mà mình không muốn, chẳng hạn như là nó focus vô cái vũa. Mình vừa mình bắt sơ hai bên cho cái mặt nó mình trở lại là ok các anh chị. Mình bắt vào cầm cái này dài cũng đã lắm, mình cứ quắt qua quắt lại hai bên là ok. Mình bắt vào sơ ha. Khi mà mình đắp bột nó nhanh, mình rửa rất nhanh này các anh chị. Rồi ra cái bộ mắm này, trời ơi nó đẹp tuyệt vời, đẹp cú mèo, cái cú con mèo đó, đẹp nghe chưa. Nhìn thấy cái xếp vuông không, đẹp không, cái cấu trúc móng đẹp không, chỉ đi cầu ôm này, có mua móng nè, độ dày vừa phải nè. Trời ơi trời, đẹp quá mọi người. Tôi nhìn cái bàn tay của bạn mà tôi còn mê. Rồi vậy thôi đó các anh chị, một lát nữa chị cũng sẽ dũa xếp này và chị sẽ bỏ tóc cốt lên. Nhưng bỏ tóc cốt lên nó ombre rất là đẹp, ở đây nó sẽ clear nè các anh chị. Và bây giờ để chị bỏ luôn cái tóc cốt lên bên đây cho các anh chị xem đi. Sẵn rồi, làm ơn cho chót thì như quét một ngón đi. Tôi thử cái này hơi bụi,
À, lớp bao việc duy nhà là chưa có à. Đó, khi mình làm cái này á, mình quét ở đây ha. Xong cái mình phủi bụi, mình làm xong hết cái phủi bụi mình quét ở dưới này nó rất là đẹp các anh chị. Đẹp tuyệt không? Đó, bây giờ lấy cái ngón này thử coi, zoom in cho các anh chị xem luôn. Đó. Thế cái lúc này, cái lúc mà mình bỏ top coat lên á, cái nó lộ nguyên hình ra mắc cười mới chết. Đó, như thế này ha. Còn muốn trong nữa thì mình cứ quét ở dưới này các anh chị. Cho nó ra trong hơn, tại mình xài tiếp trong mà. Nó đẹp dữ lắm. Đang làm live luôn á. Rồi nó gọi đó các anh chị. Nó gọi cho được. Đó, đẹp ghê chưa? Rồi, xin chào tạm biệt các anh chị nha. Đó, hôm nay là chỉ hướng dẫn các anh chị hai cái mẫu, một cái mẫu này thôi, sử dụng một cái mẫu mà sử dụng hai cái kỹ thuật có dạy trong lớp Sono Masterclass ở Chicago sắp tới nha. Anh chị nào sắp tới trong tháng này á, là 17, 18, 19 tay sẽ là lớp Chicago, và ngày tháng 5, ngày 1, 2, 3 sẽ là lớp ở San Jose. Xin chào tạm biệt mọi người nhé.